Thưa quý vị và các bạn, ngày 3 tháng 2 năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, lãnh đạo cách mạng, đánh dấu trang sự chói lọi, mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc. Trong không khí cả nước kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng về thăm lại các vùng căn cứ kháng chiến xưa kia ở xã An Trường, huyện Cần Long. Đây còn là nơi thành lập chi bộ đảng đầu tiên của tỉnh Trà Vinh. Đi lên từ vùng đất từng bị càng quét dữ dội bởi các trận mưa bom bão đạn của kẻ thù Giờ đây, xã An Trường hãnh diện khoác lên mình diện mạo của một xã nông thôn mới, cùng với khát vọng mãnh liệt dừng lên phát triển trong công cuộc đổi mới quê hương. Ngày 3 tháng 2 năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, lãnh đạo cách mạng. 90 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đem đến những bộ xuân mới vinh quang cho dân tộc. Nhìn lại những cột mốc vàng son đó, cuối tháng 2 năm 1930, xứ ủy Nam Kỳ được thành lập gồm các đồng chí Ngô Gia Tự, Châu Trăng Liêm, Ung Trăng Kim, Hà Quy Giáp, cho đồng chí Ngô Gia Tự làm bí thư. Giữa tháng 3 năm 1930, đồng chí Ung Chân Kim và đồng chí Hà Quy Giáp đến Càng Long để thành lập đảng bộ trà Vinh. Hội nghị họp tại ấp 3, xã An Trường, do đồng chí Ung Chân Kim và đồng chí Hà Quy Giáp chủ trì. Có mặt các đồng chí Mai Năng Khóa, Nguyễn Phát Đạt, Đoàn Giang Quý, Lê Quang Lộc, Dương Háo Học, Hội nghị quyết định chuyển các hội viên Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và hội viên Công nông hội đỏ thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Khi đó, xã An Trường là nơi thành lập chi bộ đảng đầu tiên trong tỉnh vào năm 1930, trong những ngày đầu khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Đến mùa thu năm 1930, Ban chấp hành đảng bộ tỉnh Trà Vinh được thành lập. Đồng chí Dương Háo Học được chỉ định là tỉnh quỹ viên cuộc bích tinh và biểu tình ở Càng Long ngày 1 tháng 8 năm 1930 là cuộc đấu tranh có quy mô lớn nhất ở Trà Vinh trong năm 1930 và nhiều năm sau, gây tiếng vang lớn trong toàn tỉnh, toàn Nam Kỳ và cả nước. Đây là biểu hiện sự đoàn kết dân tộc dưới ngọn cờ của đảng, sự biểu dương lực lượng của liên binh chiến đấu công nông và lòng tin tưởng tuyệt đối của nhân dân Càng Long đối với sự kịp giải phóng dân tộc của đảng ngay từ khi chỉ bộ đảng đầu tiên của đảng ra đời tại An Trường kháng chiến rồi chống pháp thì cũng cái xã an trường nó bị bom đạn ác liệt nói về nó càng ở đây nó càng quét cái xã an trường nó pháp á nó càng quét xã Hàng trường nó đốt nhà đốt nhà mấy lần mà chính là gia đình của cháu của chú này cũng bị bị nó đốt rồi nó bỏ bom đặc biệt là nó bỏ bom đó là cái 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 ấp tám này nè nói chung xã an trường nhiều lần nhưng cái f tám riêng cái f tám này là ba lần nó bỏ vô, vô mấy bài Mỹ nó vô. Còn ở bút này nó bắn ra thường xuyên, có đó là thường áp. À. Còn tới thời kỳ mà Mỹ nó lại, nó sau khi ký kết thì viện với rồi á. Mỹ nó lại đây á, thì nó cũng là ác liệt lắm. Mà đặc biệt đó, là nó lập bộ máy kèm. Rồi nó thành lập cái, cái hồi đó cái quân dân vụ trước tiên nó đến ăn trường này nó đóng ở ăn trường thì ban đêm nữa ngày đêm nữa thì nó đánh phá đó kể cả trong lúc khó khăn gian khổ và ác liệt nhất của chiến tranh nhưng dân dân xã an trường vẫn đoàn kết một lòng không sợ hy sinh quyết tâm cùng với đảng và cách mạng tham gia kháng chiến, góp phần vào thắng lợi to lớn của cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Bậu thân năm 1968 ở Trà Vinh. Góp phần vào thắng lợi chung của quân khu chính và của toàn miền Nam, làm dục chí xâm lược và làm phá sản kế hoạch Bình Định miền Nam của đế quốc Mỹ, đi tới giành thắng lợi cuối cùng, chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975 dẫn chiến tích hiển hách này đến nay vẫn còn được lưu giấu tại nhà truyền thống cách mạng xã An Trường và trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay và cả mai sau. Một chặng đường dài để xã An Trường xây dựng và phát triển, chỉ những người đã từng sống và từng gắn bó cuộc đời mình với vùng đất từng được chiến là nơi mưa bơm bão đạn thì mới chứng kiến và cảm nhận rõ nét những đổi thay trên quê hương hôm nay. Giờ ông Quyển Giang Mậu đây, một trong những thanh niên thời đó ở địa phương, sớm giác ngộ lý tưởng cách mạng của đảng. Tính đến nay, ông đã hơn 60 năm tuổi đảng. Tuy tuổi đã cao, sức đã yếu, nhưng ông rất phấn khởi khi kể về sự thay đổi của quê hương với niềm tin chắc chắn bộ mặt nông thôn và cả đời sống vật chất tinh thần của bà con sẽ ngày càng phát triển và tiến bộ hơn trong cuộc sống hòa bình thịnh vượng hôm nay. Đã qua rồi những năm tháng khó khăn, gian khổ và ác liệt của chiến tranh, quê hương An Trường hôm nay hoàn toàn hãnh diện khoác lên bình một chiếc áo xuân bới với hệ thống cơ sở hạ tầng hoàn thiện, đề bào thủy lợi đông thôn được quan tâm đầu tư xây dựng khép kín đạt trên 98%, đây sẽ là tiền đề tạo đà cho địa phương tiếp tục dược dậy và bước phá thành công các thế mạnh về sản xuất nông nghiệp với diện tích trên 1.800 hectare đất lúa và cây ăn trái cho giá trị kinh tế cao và định hướng phát triển bền vững hơn. Để chuyển đổi vườn cây ăn trái thì À, sau khi mình được cái đê bao khép kính, thì mình phục vụ được cái vườn cây ăn trái hiện tại bây giờ là nội trong năm 2019 là áp đã chuyển đổi là từ đất ruộng lên là đất vườn, chủ yếu là trồng cây bưởi và cây cam, à, trên dưới được 22,5 ha, à, hiện tại là đang là phát triển là rất là tốt. À, đối với cái vườn cam thì đã có là thu nhập là ước tính là, là cho thu nhập là bình quân trên năm là khoảng 15 triệu đồng trên 1.000 mét vuông tôi mới mạnh dạng lên cũng như là mình chuyển đổi bưởi rồi rẫy đó cái lúc đầu mình mới lên đó, thì mình lá, trồng rẫy lấy ngắn nuôi dài là cái kinh tế là hầu như là bằng mấy lần làm lúa cho nên là thấy, thấy ổn định lắm nó cao hơn khoảng 3 lần trước như mình tính tính thu nhập đó, là cao hơn ba lần là lúc này là chưa có tính là cái cây bưởi này chưa tính lấy trái nha nếu mà tính lấy trái nó chắc còn giữ nữa theo chính quyền địa phương, năm 2019, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn xã ước đạt trên 528 tỷ đồng. Trong này, ngành nông nghiệp trực tiếp đóng góp giá trị sản xuất khoảng 254 tỷ đồng, chiếm trên 48%. Phát huy thế mạnh đặc thù này, trong thời gian tới, xã sẽ quy hoạch lại các dùng sản xuất lúa chuyên canh thành các cánh đồng mẫu lớn nhằm mở rộng quy mô và tăng năng suất sản lượng. Song hành với cây lúa, địa phương còn mạnh dạn tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp ở những vùng sản xuất có điều kiện phát triển các cây ăn trái chủ lực như cam, bưởi cho giá trị kinh tế vượt trội hơn trên cùng một diện tích. Hiện nay, trung bình mỗi hecta vườn cây ăn trái này cho giá trị lợi nhuận ước đạt từ 150 đến 200 triệu đồng một năm. Tập trung phát triển về kinh tế xã hội à, trên địa bàn à, đáp ứng theo cái là phát triển về kinh tế tập thể nè, kêu gọi đầu tư để phát triển doanh nghiệp rồi là các phát huy các cái mô hình là làm ăn có hiệu quả của năm 2019 và những những cái mô hình trước đây để là nhằm là tạo điều kiện để cho bà con có cái nguồn thu nhập nâng cao được cái mức sống thực hiện như vậy nó mới đảm bảo được cái tiêu chí là xây dựng cái nông thôn mới nâng cao của xã trong năm 2020. Sau bao nỗ lực và quyết tâm hàng gắn lại chứng chết thương chiến tranh trên quê hương, Hôm nay, những quả ngọt đầu tiên mà đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã An Trường tự tay gạt hái được là đã sớm xây dựng thành công xã Trang Quá Nông Thu Mới vào cuối năm 2017. Không bằng lòng với những thành quả trước mắt, mục tiêu tiếp theo mà xã An Trường đặt ra đó là phải tập trung quy động tối đa mọi nguồn lực, đặc biệt là sự quyết tâm của toàn đảng bộ và dân dân nhằm xây dựng nông thôn mới nâng cao. Tính đến nay, Ban chỉ đạo xã đã xây dựng đạt 16 trên 20 tiêu chí nâng cao. Điểm sáng trong công cuộc xây dựng nông thôn mới ở An Trường, hiện nay tỷ lệ hộ kèo toàn xã đã giảm đáng kể, chỉ còn khoảng 1% dân số. Con số này được coi là thành tích kỷ luật mà đảng bộ, chính quyền và dân dân An Trường phải không ngừng nỗ lực quyết tâm thực hiện trong hơn một thập niên qua. À, bây giờ là so với những năm trước á, thì thay đổi rất nhiều. Đường lộ thì thông thoáng, xanh, sạch đẹp. Về kinh tế thì năm nay thấy khá hơn mọi năm. Dân đây giàu hết không còn nghèo. Rất là vui mừng bởi vì thấy xã của mình là một cái xã truyền thống mà lại phát được phát triển. Hơn những năm trước thì thấy là rất là phấn khởi. <laughs> Từ những trang sử trang trội chiến công rất đáng tự hào của biết bao thế hệ cờ con ưu tố đi trước, xã an trường vinh dự là một trong năm xã giàu truyền thống cách mạng trên quê hương càng long anh hùng được thủ tướng chính phủ công nhận là xã an toàn khu của trung ương trong kháng chiến chống pháp và chống mỹ chắc chắn khí thế hào hùng và ý chí cách mạng từ một vùng quê có tinh thần chiến đấu quật cường sẽ làm hung đúc thêm truyền thống yêu nước và tiếp lửa nhiệt huyết cho thế hệ trẻ hôm nay và cả những thế hệ tiếp bước mai sau càng quyết tâm hơn nữa trong công cuộc xây dựng xã an trường Dương Bình khởi sắc toàn diện, xứng đáng là cái nôi của cách mạng tỉnh Trà Vinh trong những năm tháng trường kỳ kháng chiến. Đến đây thời lượng dành cho chuyên đề nông thôn mới của Đài truyền hình Trà Vinh ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở chuyên đề kỳ sau.